Việc đầu tiên đấy thì câu hỏi của bạn cũng rất là hay. Tôi cũng có nhiều năm hành nghề, từ làm công tác điều trị cũng công tác về nghiên cứu, công tác giảng dạy. Thế thì với những tiến bộ hiện nay á, thì câu hỏi của bạn ấy là câu hỏi chung của nhân loại. Phải nói là đấy là cái câu hỏi là một thách thức cho các giới khoa học, không phải là ngành y không, mà làm sao chúng ta có thể phòng chống được cái bệnh ung thư. Thế thì về cụ thể thì hiện nay á, thì một số chúng ta thấy là gì, người ta phòng bệnh được ung thư. Ví dụ như là chúng ta thấy một vài cái giải thưởng Nobel đấy thể hiện như, ví dụ như là liên quan đến cái bệnh mà viêm dạ dày rồi HPV cổ tử cung, rồi ta phòng bệnh một số cái bệnh, thì đấy là những một cái tiêm cái vaccine. Chúng ta ngầm hiểu là các cái tiêm vaccine phòng viêm gan B, rồi là cái vaccine mà phòng ngừa ung thư cổ tử cung HPV ấy, mà được giải thưởng Nobel 2008 ấy, thì những cái giải thưởng này á, nó trong tương lai để phòng chống được bệnh ung thư. Còn rất nhiều bệnh ung thư thì chúng ta hiện nay mà nói thì để mà gọi có vaccine để phòng bệnh ung thư thì chúng ta chưa có một cái vaccine nào cả. Có lẽ thì một trong cái cho chúng ta là thách thức cho những người dân làm sao các cái nguyên nhân ung thư chúng ta được biết trước, như là hút thuốc lá, như là uống rượu, như là các cái ô nhiễm về môi trường, những cái thực phẩm mà không sao sạch, các cái hóa chất là chúng ta phòng được. Thế còn cái vaccine ấy, thì hiện nay thì các nhà khoa học đã nghiên cứu là chứng minh để điều trị nhiều bệnh ung thư. Và các cái giải thưởng này cũng được giải thưởng danh giá trên thế giới, như giải thưởng Nobel về y học năm 2018. Chúng ta đã thấy là có rất nhiều các cái vaccine khác chúng ta đã được nghiên cứu và đã làm quá trình điều trị của bệnh ung thư dần dần nó sáng màu hơn, tốt hơn rất nhiều. Đó là vaccine về điều trị. Còn câu hỏi của bạn thì tôi cho rằng là thế giới chúng ta, các nhà khoa học cũng đang tiếp tục đang con đường hành trình để tìm câu trả lời như vậy. Và tôi cũng thấy với cái niềm tin và cũng những hiểu biết về khoa học kỹ thuật thì tôi cho rằng là nó cũng rất là nhanh chóng để chúng ta dần dần chúng ta sẽ chữa được nhiều bệnh ung thư hơn và sẽ phòng được nhiều bệnh ung thư hơn.